giờ này luôn. Đúng không? Sợ cô ngủ quên này. Cô đang ngủ lại nhưng cô không nghe. Đâu? Hello. Hello. Hello, hello. Nghe tiếng học. Làm gì vậy? Không biết, cô còn không biết, chịu. Hello. Hello. Giai ơi, Giai ơi, Giai ơi. À đây rồi. Chết mẹ rồi, trên phòng chị rồi. Chạy chạy. Con ơi cắm cho cô này đi. Lên một đấy thôi. Tí nữa lên này này. Có vừa không con? Hết sờ lên lấy. Ghế cô đâu? Con này. Đừng có nói là cái đèn này hỏng nha. Ở đây. Ui sáng quắc luôn. Dạ thôi mình ơi. Sáng lắm. Hello. Hello các chị mình. Hello lolo, hello các chị. Cũng chưa không nhớ đưa cái con tiền. Thôi được rồi, con ơi thôi. Bài chữa ấy vào à? Con ơi kim tuyến con nhìn kìa. Mẹ ơi, lên mẹ mua cho con nhá. Con thích học không? Không. Đi lên nhà. Trời ơi, chút xíu rồi. Vứt mai ấy. Em ơi, ấy chưa? Chào các chị mình, lần đầu tiên em đang live tối. Hôm nay em lên đầm Dubai đẹp lắm. Cực kỳ đẹp luôn. Các chị có nghe rõ không? Alo. Alo, 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 alo. Alo, alo, alo. Alo. Đưa máy lên cô báo với cái giá này. Giá đưa máy điện thoại.
Hello các chị mình. Các chị ơi có sáng không ạ? Các chị ơi có sáng không á chị ơi? Các chị ơi, các chị chấm bài giùm em nha. Chào chị, chào cả nhà mình tương tác giùm em, chấm bài giùm em, chào Hoàng Cúc nha. Chào chị nha. Chị chấm bài giúp em nha. Chết rồi, cáu ngực. Trời ơi, hôm nay lên đầm đủ bài nhiều thế. Cái này đâu? Ơi, cô có đâu chứ. Đầm đủ bài hôm nay nhiều thế, thiếu mỗi tiền thôi. Hưng cho cô ít tiền. Chào Kim Nga, chào các chị yêu, chào chị Nguyễn Quyên Uyên, chào chị. Chào các chị gái yêu của em, hello các chị mình, hello các chị. Chào tất cả các tình yêu nhé. Các chị hôm nay lần đầu tiên là ngày đầu tiên live tối về nhà mới này, không biết là sao. Rực rỡ cùng em, hôm nay có những cái đầm mà Dubai giả hội hay là ấy nọ kia em bán rẻ hết cho chị mình nha. Bán rẻ hết luôn, đúng rồi chị ơi, chị thấy em để chị like dùm em một nút like nha, một nút like trang để cho em đang nhìn để tất cả các chị nào đang xem like của em nha. Chào cô ơi, cô ơi chị hỏi cho Thỏ rồi đấy nha, mày vào với chị đi nha, hỏi Thỏ đấy, kỳ Thỏ là xin ở đây đấy. Rồi cả nhà, các chị ơi ghim tài khoản, các chị chậm bài rồi, cảm ơn các chị nhiều. Ôi, cảm ơn các chị. Chị gửi đầm thiết kế sửa nới hộ chị nhé ra. Ok chị gái yêu, em nới cho. Em nới cho chị nhá. Xem mẫu này mẫu gì đấy. Mỗi mã cho cô xin một nới. Ủa, đây đầm dài tạo hộ Dubai. Nhưng cái này không có size nhỏ rồi, chết mày ạ. Có từ L thôi chị ơi. Đẹp quá cái chất. Này em lại có từ L thôi. Bóp vào cho mọi người. Ai thích thì bóp vào thôi cũng được. Này có 3 màu thôi em. Dơ cho con mỗi size, mỗi loại một cái không? Để như kia một mẫu thôi. Một đô đậm. Ôi cái này em lại có từ size L. Quá trời, để chị ấy. Ôi nè. Các chị ơi nè. Trời ơi. Đẹp vô cùng luôn các chị mình ơi. Các chị ơi, các chị chia sẻ chấm bài lên giúp em với ạ. Trời ơi đẹp lắm. Con ơi thử xem nào. Trời ơi á chị ơi. Trời ơi đẹp lắm. Ôi xinh nhờ. Ai mà gặp em cái này cũng ngất sợ ngây luôn. Ngất ngây luôn. Ngất sợ ngây ngay lập tức. Các chị có tay sáng không? Cả nhà mình vào có sáng không? Cả nhà mình có rõ không ạ? Thôi được rồi. Đấy, hai, được. Các chị ơi, các chị mình thấy có sáng không ạ? Có sáng không thì cho em một xin một lời bình nha. Để em sell cái này là chào dài Vũ. Chị yêu ơi, cái hàng này đẹp lắm chị mình ạ. Co giãn các chị nha, Dubai mà co giãn các chị nhìn nó ảnh này. Trời ơi, cái này Tết các chị mình mặc không cần phải gì xịn sò, không cần phải làm gì. Nè, sáng không ạ? Dạ, sáng đúng không? Trời ơi, màu này màu ruốc đẹp tuyệt vời. Em có từ L thôi ạ. L cho đến 5XL 4XL. Trời ơi em có.
Dạ, chào chị Khánh Ngọc. Qua gửi hàng này chị Khánh Ngọc ạ. Trời ơi chị Uyên Phương già, lờ chị nhé. Uyên Phương ơi đấy, khổ đời em lúc nào cũng mắc nợ với các chị lý do sao. Đáng ra là không có bán giá này nhưng mà thôi thì bây giờ kể đi nhá. Em vì các chị đã lấy rồi. Vì các chị đã lấy rồi, hàng này của em chị ơi 2 triệu 800 ngàn đồng. Em sale giá 1 triệu 8. Bây giờ chị Uyên Phương mở hàng đầu tiên cho em đang tặng đầm giả hội này. Em đang tặng đầm kết đà pha lê này. Mối tình yêu của em một cái đầu like. Hàng này của em tề với chị nào mà không bao giờ các chị mua được. Mua được ở đâu giá 2 triệu 500 ngàn đồng. Các chị muốn em tặng cái gì em tặng cho chị luôn. Hàng này em đang tặng chị Uyên Phương đầu live stream với giá chị giật mình luôn chị yêu 950 ngàn đồng. Em đang giảm chị nhé, giảm 50%. Em không nói sai. Hàng này là em để em giảm cho mấy ngày hôm nay Dubai từ hôm giờ em chưa giảm. Chỉ có một mình hôm nay duy nhất. Còn em nếu lần sau em dơ cái này đấy em bán cho chị với giá dưới 1 triệu đồng các chị ơi, không bao giờ em bán hàng live stream nữa. Nếu từ sau này em đang mà bán cho chị với cái giá này, không bao giờ em trang live stream nữa. Em dám đảm bảo với chị rằng là ngày hôm nay em trao tặng 950 ngàn. Lần đầu tiên trong cuộc đời em giảm cái này 50%. Đầm Dubai kết đá của em các chị nhìn này, nó đẹp như này đây này. Bắt đầu em chốt màu này màu ruốc. Màu này màu ruốc bắt đầu em chốt đơn. Em có lờ cho đến 4XL. Chị Uyên Phương lờ, ok chị gái yêu mở hàng. Uyên Phương lờ 950 ngàn đồng. Từ từ chị Huyền Lê 2XL. Chị Loan Diệu 3XL. Chị Quỳnh Nguyễn 2XL. Chị Thu Cúc size L. Em lo 950 ngàn đồng. Nếu sau này màu ruốc XL chị Ngọc Nguyễn, sau này em mà bán cái giá này nữa, không bao giờ em bán hàng live stream nữa. 2XL cho chị Châu Đào, 3XL cho chị Huỳnh Thủy. Đẹp cực kỳ luôn chị mình ơi. Em nói thật với chị. Nè các chị nhìn này. Nè các chị nhìn một cái áo đầm này. Đầm này là đầm Dubai. Có ai bán mà đầm giả hội chị 50 kết như thế này không ạ? 5XL kim Nga, ok cho L. Có 5XL chị, 5XL, 4XL mặc được với co giãn. Kim Nga XL nữa cái ơi. Kim Nga XL 85 mặc 2XL đi chị ơi. Eo 85 mặc 2XL. Chị Lê Thủy, Lê Thủy 3XL. Chị Phước Đào 4XL. Các chị ơi đẹp tuyệt vời luôn. Rất là đẹp cho em trang. Nhưng mà đẹp ở đâu các chị mình. Rồi các chị nha. Em nói thật hôm nay em đang sell cực kỳ là dã man cái đầm này. Em sell kinh khủng luôn. Nhưng mà đẹp các chị nhìn này. Rất chi là nhẹ nhàng. Và này các chị nhìn cái tùng này. Các chị mua cái này bên em, các chị mặc, các chị xem cái form này nó đẹp lắm. Form rất chi là đẹp. Em vừa bán vừa tặng giá 950 ngàn đồng. Đó, đầm giả hội Dubai kết đá pha lê. Rồi em qua màu ruốc. Chị nào lấy lên đơn em hết XL. Em còn còn không? Rồi, qua đi. 950. Ghi giá này cô bán nhá. Hôm nay sale kinh khủng. Ghi vào để đợt sau tăng giá. Rồi chị mình ơi, em đang tặng màu tím này. Em đang tặng các chị màu tím này, máy in đơn đâu con trai ơi. Các chị mình ơi nè. Các chị yêu ơi. Dã man chưa? Trời ơi màu tím của em này. Màu tím của em như thế này đấy chị này. Đẹp lắm luôn cho em chứ không phải là đẹp ở đâu chị. Đẹp cực kỳ luôn cho em chứ không phải là đẹp ở đâu các chị mình ơi. Màu tím. Em đang vừa bán vừa tặng mỗi chị gái yêu của em với giá bao tiền? Các chị ơi, màu tím kèm size kèm số điện thoại cho em. Em đang vừa bán vừa tặng mỗi người cái áo này này. Các chị dã man luôn. 950. Tím đẹp không các chị? Ôi ôi. Màu tím kèm size kèm số điện thoại cho em tím. Con ơi, lên 1 và 2 nhé. Rồi, chị Hân Đào tím size L. Phượng Nguyễn tím XL, chào các chị.
Lê Quyên 2XL, ok chị. Trời ơi, cái màu tím đẹp lắm, đầm giả hội. Chào chị gái Minh Duyên. Các chị mình nhìn thấy không ạ? Các chị ơi, cho em cái tim của cả nhà mình nhá. Màu tím em cho 950.000 đồng đầm giả hội cho em. Đẹp chưa chị? Nè, màu tím. Chị Lê Phương 3XL, chị Thu Thảo 2XL. Tím đẹp cực kỳ, 950.000 đồng. Đấy, kèm size và kèm số điện thoại cho em các chị mình. Màu tím như em rất là đẹp luôn chứ không phải là đẹp đâu ạ. Màu tím, lên đơn và kèm size, kèm số điện thoại cho em trai. Đẹp chưa màu tím? Màu tím cho chị Đoan Hậu 2XL. Ok chị, màu tím rồi, chị nào lấy lên đơn qua hàng. Đẹp tuyệt vời luôn các chị mình ơi. Cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đưa màu đỏ đô cho cô này. Em cao 1m6 đi giày nó 1m7. Nên chị đỏ đô. Lên màu đỏ đô. Màu này màu đẹp nhất. Máy in đơn không được các con. Rồi cả nhà mình ơi này. Đấy. Cả nhà mình ơi. Màu này màu đỏ đô bên em. Màu đỏ đô bên em nè, cái màu này là màu đẹp nhất luôn. Mà em cũng bán cho chị là 950.000 đồng. Dạ không có màu vàng, à có vàng chị ơi. Màu đỏ đô nó đẹp như này đấy. Màu đỏ đô này em có size này LXL, 2XL, 3XL và 4XL. Em đang tặng các chị 950.000 đồng màu đỏ đô. Đỏ đô rất là đẹp luôn các chị gái yêu ơi. Đầm Dubai. Rồi bắt đầu em chốt đô. Đô chị Linh Nghĩa đeo 78CL. À XL được. Đô 2XL cho Hằng Quyên. Đô 4XL Linh Thu 950. Đấy. Đợi tí chị ơi. Đô màu đỏ đô chị Uyên Phương ơi, chị lấy cái đô này nó đẹp chị này. Đẹp lắm chị mình ơi. Màu đô cho chị Thê Lương 3XL. Màu đô Diệp Ngọc XL. Không bao giờ lặp lại cái áo này, hàng này, giá này nữa chị ơi. Đẹp chưa các chị mình? Đỏ đô cho em kèm size, kèm số điện thoại cho em, rất là đẹp đỏ đô. 950.000 đồng một cái đầm giả hội các chị tiệc tùng cưới xin. Cuối năm các chị làm gì các chị mặc cái này cho em cũng được. Đó. Màu đỏ đô các chị thấy không? Chị Lệ Thủy ok 2XL. Chị Phương Đào size L đỏ đô. Rồi chị nào lên đơn kèm size và kèm số điện thoại cho em màu đỏ đô. Dạ. Tự nhiên cái này sao lại không có size nhỏ không biết nữa. Đó. Cả nhà mình ơi, ai lấy đỏ đô kèm size kèm số điện thoại cho em đỏ đô. Các chị thấy đẹp không ạ? Rất là đẹp màu đỏ đô cho em. Đó. Cả nhà, đỏ đô ok chưa chị? Anh Lam 2XL. Rồi em qua hàng, đỏ đô. Đỏ đô đẹp quá trời luôn á chị. Rất là đẹp luôn cho em. Đầm ngắn bên em kết pha lê đỏ đô size L. XL eo 80 chị ơi. Thoải mái chưa Hoa Vũ ơi, cái đấy ngắn mà mặc thì đẹp. Rồi cả nhà mình ơi nè. Trời ơi em thế. Các chị ơi nhìn này. Cả nhà mình ơi, cái màu xanh đen nó đẹp tuyệt vời này. Các chị ơi này, kết pha lê vừa ren vừa đi kết pha lê nha. Hàng mà hàng ren đi kết pha lê, chị nào mua được cái này mua các chị. Em đang tặng mỗi người cái này nha. Em vừa bán vừa tặng, đây là vừa bán vừa tặng. Em không có cái bao giờ giá này. Em đang sale 850.000 đồng. Trời ơi nó đẹp kinh khủng luôn. 850.000 đồng. Em vừa bán vừa tặng, em có size này. ML, XL, 2XL, 3XL và 4XL.
ML, XL, HL, 3XL, 4XL, có 5XL. Có 5X luôn cả nhà mình ạ. Có 5XL luôn, màu xanh đen, các chị nhìn thấy một cái áo đẹp chưa? Nè, xanh đen đầm body mà như cái tịt này. Đó, đẹp chưa? Em vừa bán vừa tặng kết pha lê hàng ren như này này. Các chị ơi, có ai bán như này cho chị 850 ngàn đồng. Xanh đen. Rồi, bắt đầu này. 5XL cho chị Nguyễn Thị Kim Hoàng này. Đỏ đô eo 90, Nguyễn Thị Gái lên số thoại cho em. Xem có số thoại đỏ đô kìa. Đỏ đô eo 90 XL. Chị Quyên mùi size L và XL này. Một người là đỏ đô, một người là xanh đen. Em còn 5XL luôn. Hà Phạm 3XL này. Nguyễn Thị Gái lên chị số điện thoại ạ. Thị Bé Đặng ok 3XL này. Chị Nguyễn Thị Gái lên số thoại cho em đi chị ơi. Nguyễn Thị Gái lên số thoại cho em. Chào chị Khanh Nguyễn, lâu lắm rồi chị ơi. Đập này em về nhà mới, em đang sale chị này. Em đang sale tặng mỗi người một cái đầm size M ok chị Ly Đà Lạt này. Nguyễn Thị Gái lên số thoại cho em màu đỏ đô size M này. Hằng Phạm ok XL này. Thê Nguyễn 3XL này. Đẹp lắm luôn các chị ơi, em nói thật với các chị ở ngoài. Trời ơi, M ok cho chị Phạm Hợi này. L chị Linh Dương này. XL chị Hạnh Đặng này. Nguyễn Thị Gái ơi, chị lên số điện thoại cho em đi chị mình ơi. Ok chị Gái đỏ đô. Đỏ đô XL Duyên Hà nữa này. Đỏ đô 950 thôi chị đầm giả hổ. Màu xanh đen. Kèm size và kèm số điện thoại cho em các chị. Đẹp lắm. Các chị ơi, các chị có thấy sáng không? Cả nhà mình có thấy sáng không? Rất là đẹp. Xanh đen ok Lê Tuyền 3XL. Xanh đen Bùi Phước size L. Xanh đen Nguyễn Liên 2XL. Xanh đen Ngọc Bùi ok 3XL. Rồi em Quang à. Chị ơi, em cho có 850 ngàn đồng xanh đen thôi chị. 850 thôi chị gái nhá. Kết pha lê dày đặc luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Giá dã man luôn. Ôi, màu hồng ruốc, lần đầu tiên có đầm màu hồng ruốc các chị ạ. À? Màu hồng ruốc nặng mặc trắng da và sang vô cùng. Màu hồng ruốc mặc trắng da và sang, cực kỳ sang luôn. Ôi ôi này, em mặc size M. Các chị ơi, em mặc size XS đấy mà em mặc size M này. Em mặc size XS đấy mà em mặc size M này. Đẹp lắm. ML, XL, 2XL, 3XL, 4XL và 5XL. Trời ơi, màu hồng ruốc. Ôi, nó đẹp lắm các chị yêu này. Pha lê này. Cả nhà mình pha lê đi hết trần hết dưới này nha. Màu hồng ruốc em cho 850. Hàng bên em là dòng hàng cao cấp các chị. Hồng ruốc 850, chị nào lấy đơn kèm size và kèm số điện thoại cho em hồng ruốc. 850 ngàn đồng hồng ruốc. Hồng ruốc cho chị Lê Thủy size L. Hồng ruốc Ngọc Đào 2XL. Hồng ruốc chị nào lấy lên đơn. Cực kỳ là đẹp luôn. Hồng ruốc M chị Ly Đà Lạt. Hồng ruốc 2XL chị Khanh Toàn. Hồng ruốc 3XL chị Đỗ Liên. Các chị ơi, chị cọc tiền ghim cho tài khoản chưa không? Đẹp chưa? Chị lấy size XL đi chị ơi. À quên, size L đi chị Bích Lan. Chị lấy size L dùm em. Chị lấy size L nha chị. Đó, chị nào lấy lên đơn hồng ruốc. Em đang vừa bán vừa tặng mỗi chị gái yêu của em một cái với giá chị có. Ai? Hồ Thị Nga là ai? Chuyển 1.600.000 đồng. Lê Dương 3XL. Rồi chị nào lấy lên đơn qua hàng. Đẹp lắm. Áo xanh nào ạ? Xanh bên cạnh áo tím nữa nè. Thank you.
Ôi, chị mình ơi. Trời ơi, em đang vừa bán vừa tặng cái đầm này xinh không này. Cái chất vải này lạ lắm á chị nha, ngoài thị trường không có nhá. Hàng này hàng độc quyền đấy, cái chất vải này. Chị nào lấy em cho vừa bán vừa tặng 580. Hàng bên em là chuyên dòng hàng cao cấp nha chị. 580 á chị nhìn này. Nè, chất vải này bên em ngoài thị trường không có chất vải này. Vải này cực kỳ độc và lạ. Dạ, cảm ơn chị gái nè. Các chị nhìn hàng bên em này, 580.000 đồng màu đen. Em có từ M cho đến 3XL, M cho đến 4XL. Đấy, M, L, XL, 2XL, 3XL và 4XL. Chị gái yêu nào lấy lên đơn cho 580. 580.000 đồng mỗi người mặc áo cho em. Cực kỳ là đẹp. 580 cho Anh Đoàn size L này. 580 cho Hà Thủy XL này. 580 chị Nguyễn Anh 2XL này. Đưa cho chú. Nè, đợt này con này nó kinh khủng này. Con này nó càng được. L ok chị Ly Đà Lạt này. Hiểu. M ok chị Ren Như Nguyệt này. 3XL Trần Kim Hồng này. 2XL chị Lê Thu này. XL chị Hằng Phạm này. Cái này bên em độc quyền luôn. Hà này bên em độc quyền luôn đó chị. Chất vải của nó đẹp vô rồi. Các chị ơi mặc lên trên người, người ta sẽ biết các chị đây là cái hàng cao cấp. Các chị ơi đứng ở bên ngoài chị mặc lên cái này, các chị đã thấy cái hàng này nó là cao cấp. Cực kỳ là đẹp luôn. 580 em vừa bán vừa tặng cho chị mình. 580.000 đồng một áo này. Chị nào lấy lên đơn. Đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. 580 chị Phương Huệ size L. 580 rượu đào 2XL. Rồi chị nào lấy lên đơn kèm size kèm số điện thoại cho em 580. Rồi ok chưa? Hàng này hàng 4 lớp nha. Cực kỳ là đẹp, hàng 4 lớp. Nè chị nhìn này. Một cái hàng này bên em vải là cực kỳ là độc quyền luôn. Rồi em qua. Có đầm giáo hội màu vàng chị ơi, vàng này màu tây lắm. Màu này màu nâu nâu. Vàng nâu. Nè, màu này đầm giáo hội màu này chị nhìn này. Màu này em nói thật các chị, vàng cốm ấy. Rất là đẹp, vàng bơ bơ nâu nâu á. Trời ơi. Cái này em trao tặng vừa bán vừa tặng đầm giáo hội 950.000 đồng. Cả nhà 950.000 đồng em có từ L. Nguyễn Thị Gái chị lấy 3XL ok chị, lấy đen thêm đen 3XL Nguyễn Thị Gái. Cả nhà mình ơi, em vừa bán vừa tặng cái này 950.000 đồng. 950.000 đồng, chị nào lấy lên đơn kèm size và kèm số điện thoại cho em. 950.000 đồng cực kỳ là dã man luôn. Đẹp thôi rồi luôn các chị mình ơi. 950 kèm size và kèm số điện thoại cho em. Em có size này LXL, 2XL, 3XL và 4XL. Đó, cả nhà mình LXL, 2XL, 3XL, 4XL. Cái này đưa chị xem cái 4XL mặc 5XL. 63 ok cho chị XL. Thôi chị cao 1m63 cho Thuyền Nguyễn này. Ôi cái này 5XL luôn đó chị ơi. Em có 5XL luôn. Em có 5XL luôn đó chị. Em có cả 5XL luôn đấy. Thuyền Nguyễn lên số thoại cho em. Hằng Phạm 2XL. Châu Nguyễn ok size L. Bích Ly ok 2XL. Rồi chị nào lấy lên đơn kèm size và kèm số thoại cho em. Vàng bơ về. Ăn cơm chưa? L ok chị Tuyết Vân. Em lấy cái gì? XL ok chị Thủy Diệu. 2XL cho Hằng Đinh. Con ơi nhớ nha. Anh đưa giấy anh. Đấy. Chị nào lấy lên đơn kèm size kèm số thoại vàng bơ.
Em cho 950 ngàn đồng đầm giả hội kết này. Đẹp lắm đó chị mình. Đấy, vàng bơ cho em. 53 1m50 chị lấy size L chị ơi. Chị lấy size L dùm em. Rồi chị nào lấy đơn kèm size và kèm số điện thoại cho em ạ. Để chị ngủ nước đó. Kèm size và kèm số điện thoại cho em cả nhà mình. Rồi em qua hàng. Mấy đứa hàng cho em này. Các chị ơi, em lên một cái màu này. Đẹp chưa các chị cái màu này? Thật sự là màu này đúng độc quyền của dòng hàng này. 75kg cái chị Ngọc Hoa cho chị 4XL đấy. Trời ơi, em nói với chị, dòng hàng này chỉ có cái màu này đúng độc quyền thôi đó chị. Chỉ có dòng hàng lạ nó có cái màu này. Ủa, nó đẹp lắm. Xanh đậm. Màu này nó kiểu như là rêu rêu bơ, à rêu rêu xanh xanh. Trời ơi, nó đẹp lắm. Đấy chị mình nhìn này. Hàng em cho luôn 580, em có từ M cho đến 3XL, 4XL. ML. Lấy cho chị cái vàng 5XL chị Tuyết My. Trời ơi màu xanh này. Các chị ơi, các chị đừng bỏ qua này, chị Ly Đà Lạt đây, chị lấy cái này đi nha. Đừng bỏ qua áo này chị nha, cái mẫu này. Em có 580 ngàn đồng hàng độc quyền vải luôn. Ở bên ngoài cái vải này đẹp lắm. 580 kèm size và kèm số điện thoại cho em. 580 ngàn đồng. Rêu ok chị Ly Đà Lạt size L. Cái này rêu đậm đẹp lắm. Rêu ok Hoàng Đào 2XL 580. Rêu chị Thu Phúc 3XL 580. Cả nhà mình ơi, kèm size và kèm số điện thoại cho em màu rêu. Rất chi là đẹp rêu các chị. Đó. L ok cho chị Yên Phương. Nè con ơi. XL cho chị Hương Phạm. XL chị Hương Phạm 6463 ok cho chị Ngọc Nguyễn ok chị mặc size XL. Chị Ngọc Nguyễn từ từ. Chị mới hỏi thôi em in ra rồi. Ngọc Nguyễn có lấy không cho chị XL. Đấy. Hàng Đào 3XL. Mỹ Liên Hồ 2XL. Rồi chị nào lấy lên đơn. Em có 580 ngàn đồng kèm size và kèm số điện thoại cho em. Rêu 65 Thảo Diệu 2XL. Rêu XL chị Nguyễn Ngọc. Chắc là chị này 63kg cho chị 2XL. Cho chị 2XL đi, sợ chị 63kg này. Đấy ok chị. Chị Tuyền Phạm ok 3XL. Chị Linh Dương 4XL. Rồi cả nhà mình chào các chị mình. Còn không, không cái này không có 5XL. Cái này có đến 4XL thôi ạ. Đẹp chưa? Cái này lạ lắm nha chị, độc quyền luôn hàng này này. Hàng này độc quyền luôn á chị mình ơi. Sao chị không nghe tiếng á? Là sao? Là sao chị không nghe tiếng vậy? Đâu mà. Ai mà chẳng nghe tiếng. Đỏ đô chị 50 cát tường 2XL. Đỏ đô mẹ. Phương Mỹ ok 3XL. Đen à rêu. Rồi em qua hàng. Vòng cô. Ai chẳng nghe. Phương Phạm mới do máy của chị rồi. XL Trinh Phạm. 2XL Ngọc Tuyền. Màu cam này. 61 L82 Hà Phương cho chị L82 kìa. Cái 2XL. Ôi cái màu cam này. Hà này đúng là chất vải độc quyền nha. Thị trường không có vải này chị nha. Bên em toàn làm hàng độc để đi cho nó không có đụng ai hết. Em mà chuyên hàng độc không đụng. Cái nhà mình à. Ôi nó đẹp vô cùng đẹp.
đẹp vô cùng là đẹp luôn đó chị mình. Ai lấy lên đơn em vừa bán vừa tặng cái này này. Em cho luôn 580 luôn. 580 ngàn đồng. Kèm size kèm số điện thoại cho em cho màu cam. Màu này màu cam đầm mà đầm màu cam bán cho Tết đấy các chị. Màu này em lên để cho bán cho chị cuối năm mặc Tết nha. Chụp hình chụp ảnh đi Tết đi nọ kia cực kỳ là đẹp. Chụp hình chụp ảnh mặc đi Tết nọ kia cực kỳ là đẹp. Trời ơi. Đẹp chưa? Cam. Đấy. Cam chị nào lấy lên đơn nha em. Ai lại kèm size kèm số điện thoại. Cam. Rồi màu cam size L ok chị Ly Đà Lạt. Cam XL Xuân Hương. Cam XL Tràng Tạo. Nguyễn Liên ok chị 3XL. Rồi chị nào lấy lên đơn kèm size kèm số điện thoại cho em cam. Đó cả nhà mình thấy chưa. Cam cho em 580. Màu cam 580 kèm size kèm số điện thoại cho em cam. Phương Nguyễn ok 3XL. Chị Hân Đào 2XL màu cam. Rồi chị nào lấy lên đơn cam. Đẹp quá trời luôn. Trời ơi các chị. Đấy màu cam. Kèm size kèm số điện thoại em qua cam. Cam mò chị Xuân Nguyễn. Cái đây không có 5XL chị Mỹ Hinh Nguyễn ơi. Ôi. Ôi đẹp chưa các chị. Ôi hà này hàng cao cấp đẹp. Hà này hàng cao cấp đẹp lắm. Các chị ơi. Trời ơi cái hàng này. Hà này hàng đầm đầm đuôi cá ngắn nha. Đầm đuôi cá ngắn. Trời ơi hàng này đẹp lắm. Đầm đuôi cá ngắn. Các chị ơi hàng này của em giá bao nhiêu? Hàng 2.500.000 đồng. Em sell 1.800.000. Chị nào lấy lên đơn. Em sell 1.800.000. Chị nào lấy lên đơn. Bây giờ ai lấy cái đầm đuôi cá ngắn em trao tặng mỗi người cái này 750. 750.000 đồng. Kèm size kèm số điện thoại đuôi cá ngắn. Em có từ L, XL, 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 XL. Em có M luôn. Có M luôn các chị ơi. M, L, XL, 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 XL. Đuôi cá ngắn. Trời ơi 750 các chị này. Đẹp không các chị. Nha. Nè. Đuôi cá ngắn nè. Các chị nhìn thấy chưa. Rồi Ly Đà Lạt L. Hân Diệu 2XL. Cái mẫu này mà chị bỏ qua thì thôi. Chả mặc được cái gì trên cái cuộc đời này cả. Đấy. Lê Phương ok 3XL. Thảo Diệp 2XL. Chị Ly Phạm size L. Trời ơi em nói các chị. Các chị không mua được cái này, không mặc được cái này, chả mặc được cái gì cả. Kim Miến số điện thoại L ok chị. Chị Ly Phạm lên số điện thoại cho em. Chị Hương Đức XL. Các chị không mua được cái này, không mua được cái gì cả. Hương Đức XL. 4XL chị Thúy Lan Đỗ. Ly Phạm lên số thoại Thúy Lan Đỗ 4XL. Ngân Hoàng 2XL. Mỹ Liên Đinh XL. 3XL Nguyễn Mỹ Tiên 750. 2XL Diệu Thảo. Trời ơi các chị. Dã man. 2XL ok chị Đặng Loan. 2XL cho chị Đặng Loan. L cho chị Ly Phạm số thoại. L Ly Phạm rồi. Chị ơi chị có em có 4XL. Cao Thị Thu Thủy L 75. Chị ơi em có đến 4XL cơ mà. Eo 90 mặc 3XL nha. Em lấy cho chị 4XL. Không có 5XL. Đến 4XL. Đến 4XL thôi chị ơi co giãn. Cao Thu Thủy có số thoại cho anh. Yeah. Rồi chị nào để lên đơn. Đẹp chưa chị mình. Em bán đến mấy giờ? Bên em bán đến 9 giờ, 10 giờ tối.
Chị nào muốn mua trực tiếp có đến đây nha. Bố ơi, bố làm biển chưa? Bố có ghi là ai muốn mua trực tiếp là đến đây không? Có ghi như thế nào. Đấy. Rồi xong dép qua hàng. Lấy lò Thảo Nguyễn ơi. Lấy lò chị Thảo Nguyễn. Cái mẫu này sao đẹp quá. Sao ta bán có 750 vậy? Trời ơi má ơi cho nó. Cái mẫu này đẹp lắm trên cuộc đời. Ôi bên ngoài. Các chị ơi bên ngoài nó sáng như một viên kim cương. Như một viên kim cương thật sự. Trời ơi. Màu này màu đen đỏ cho em. Trời ơi màu đỏ không phải màu đen đâu nha. Xanh đen. Xanh đen đi đỏ đẹp lắm. Cái này là xanh đỏ chị ơi. Tuyệt vời luôn chứ không phải. Nè các chị này để chị cho các chị xem. Nè. Trời ơi sao anh bán cái này 750 vậy. Các chị mình ơi sao anh bán có 750. Đẹp lắm à nha. Trời ơi. Hôm nay chị Đảm mua rẻ vô cùng luôn. Rẻ quá trời rẻ luôn. 750. Rồi màu xanh đỏ. Đuôi cá ngắn màu xanh đỏ. Chị nào lấy lên đơn. Em vừa bán vừa tặng các chị mình 750.000 đồng. Đẹp chưa? Cái này bên ngoài chị các chị mà nhận được cái thôi rồi. Không còn một lời nào để mà các chị chê được vào đâu cả. Không có một lời nào để mà các chê được đâu cả. Hải Vũ 3XL xanh đỏ. Chị Hương Xuân XL 2XL xanh đỏ. Máy ông in đơn nữa XL và 2XL. Chị Hương Đức ơi chị yêu ơi. Chị lấy cái này đi Hương Đức cái mẫu này. Chị ơi chị. Chị em không phải nói chị là khách quen bên em rất là quý chị đâu. Chị mua được của em cái này sau này chị không mặc được cái khác luôn. Cái này ở bên ngoài nó đẹp tuyệt vời luôn chị mình. Đấy. Xanh đỏ cái gì hàng Phạm xay L. Xanh đỏ Đỗ Thúy XL. Hồng tươi đoàn em có 4XL thôi. Em không có 5XL chị ơi có 4XL. Đấy. Đẹp chưa? Hồng tươi đoàn em chỉ có 5XL, em có 4XL thôi. Dã man luôn các chị, màu xanh đỏ cho em. Em vừa bạn vừa tặng mỗi người cái xanh đỏ Lệ Thủy size L. Xanh đỏ hàng Phạm 2XL. Màu xanh đỏ đẹp lắm. 58 chị mặc XL đi chị ơi. 58 ký chị mặc XL đi. Nhá, chị mặc XL xanh đỏ. Đẹp chưa? Xanh đỏ XL Nguyễn Yến ok chị. 750. Xanh đỏ hàng Lê 2XL 750. Xanh đỏ cho chị Bông Tuyền XL 750. 63 chị lấy 2XL hàng Nguyễn ơi. Chị lấy 2XL đi chị hàng Nguyễn xanh đỏ. Chị XL xanh đỏ Nguyễn Thảo. Eo 95 em có 4XL nha chị. Nguyễn hàng hàng Nguyễn chị lấy không? Em cho chị này. Máy chú đó. Cái gì kêu. XL ok chị Hương Đức. Eo 95 chị lấy 4XL đi. XL Võ Kim Quyên. 2XL Tuyền Lê. 3XL cho chị Hương Xuân. Chị nào lấy lên đơn xanh đỏ. Đẹp chưa? Trời ơi mê mẩn luôn với cuộc đời. Mê mẩn với cuộc đời luôn đó chị. Xanh đỏ rồi em qua hàng. Eo 89 đi lấy 3XL đi Liên Huỳnh ơi. Đang ghi toa mà ra còn nhìn thấy gái xinh lại còn chỉ gì nữa. Mẹ cháu chú cứ chảy nước dãi trong lòng ra. Còn mày lấy cái khăn lấy cái khăn lau miệng đi cái. Rồi màu xanh cô ban. Ôi. Sao nó đẹp vậy. Trời ơi.
xanh cô ban các chị ơi. Trời ơi, ai lấy được cái mẫu này? Xanh cô ban em có size này MLXL, 2XL, 3XL, 4XL các chị ơi. Đẹp vô cùng luôn trên cuộc đời. Nè các chị nhìn này. Trời ơi sao nó đẹp quá. Xanh cô ban đẹp chưa? Chị Đặng Loan này 2XL đi chị ơi, cái đẹp form nhỏ là 2XL đi. Rồi xanh cô ban cho chị Lê Thu size L và XL. Xanh cô ban chị Ly Đà Lạt size M. Xanh cô ban Hương Đức XL và 3XL. XL, 3XL, mày để mày ra đây đi Hiếu ơi. Mày đi ra đây để cho chú mang ra. Để cho tập thể dục đi thoa vũ eo 77 size L. Cứ đứng mẹ một chỗ để làm sao mà ịt thì lị ra, mày cứ để đấy. 70kg chị lại 3XL, em có 4XL luôn chị ơi. Quanh Lê 2XL. Phượng Bùi 3XL, không có em có 4XL. Đấy. Đẹp chưa? Thoa vũ có số rồi mà, 04 nè. Thoa vũ ơi, số 04 là ở đâu vậy? Đó. Cái đầu 04 nhà nó cũng có đầu 04 mà. Gì vậy? Hà Nội cũng là 04 mà em. Cũng cho 11 số, chiều nay cũng cho 9 số, bây giờ cho 11 số. Chiều nay là đầu 09. Chị Thoa Vũ ơi, chị cho chị kiểu gì đấy? Chiều nay thì cho 9 số, giờ cho 11 số. Chị Lan Hương size L. Diệp Ngọc XL. Thoa Vũ chiều nay thì cho 65kg mà khách L Thu Hà ơi. Chiều nay cho 9 số, bây giờ cho 11 số, chị đùa bên em đấy à? Gì vậy chị? Ôi ôi. Rồi ok xong cho em qua Hà. Em cho có 750 thôi các chị nhá. Hà này của em 2.500.000 đồng. Em sale có 750 thôi. 2.500.000 đồng. Em sale có 750.000 đồng. Có nên bổ sung size L với XL. Để đấy mấy nữa không còn thiếu size. Này còn L XL hết rồi. Ôi cái này bỏ để đây tí luôn. Các chị nhìn này. Đẹp chưa này. Đưa chị màu tím. Xanh L Thủy Tiên. Xanh ấy L cho Phương Tuyết. Xin số đi con. Thủy Tiên cho em xin số điện thoại ạ. Cái này là đá pha lê nha. Hàng này của em 3.500.000 người ta bán. Em bán cho chị bao nhiêu ạ? 1.800.000 đồng, em sale có 850 thôi. Nhà chị nhìn này. Em đang sale có 850.000 đồng một cái đập này thôi các chị. Màu tím đá pha lê này. Các chị nhìn này. Toàn pha lê nhá chị, đi toàn pha lê thôi. 84 lấy 2XL đi chị ơi. Ôi. Cái này đẹp như này. Mã này xanh đen còn không? Còn chị ơi, đợi tí. Còn xanh đen. Trời ơi, tìm em vừa bán vừa tặng 850 ngàn đồng. Cái này là ren đính kia, pha lê. Toàn pha lê hết em bao á chị. Không phải cá lê, các chị đập vào mặt luôn. Toàn pha lê bên em cho 850 ngàn đồng. Em có từ M cho đến 5XL. M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL và 5XL. Dã man chưa? M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL và 5XL. Tìm Huế. Tìm Huế đi pha lê hết luôn. Tìm Huế mở Ly Đà Lạt body. Tìm Huế Thảo Vi 2XL ok chị. Tìm về Huế cho chị Lợi Đào 3XL ok chị. Chị Lan Hương size L và XL ok chị, 850. Tìm Huế 4XL chị Phan Hiền. Tìm Huế 3XL Thi Bé Đăng. Thi Bé Đăng. Tìm Huế 2XL chị Thảo Xuân. Tìm Huế XL cho chị Lan Nguyễn. Tìm Huế đẹp cực kỳ luôn. Trời ơi. Đó, cả nhà mình kèm size kèm số điện thoại cho em. 850 tìm mùi ấy. Rất chi là đẹp cho em chứ không phải là đẹp ở đâu á chị. Đó, chị nào lấy lên đơn kèm size kèm số điện thoại cho em. Màu tìm mùi ấy. Rồi, em xanh đen đây này. Đưa xanh đen cho cô cái. Đây đây, xanh đen còn đây. Xanh đen chị nào lấy đội thôi nha. Em lên lại cho mấy chị sau này. Nè xanh đen đó chị nhìn em mặc lên chỗ nó đẹp. Toàn pha lê hết các chị. Pha lê kết đầm body như thế này.
đấm ngắn body nè. Các chị nhìn cái áo xanh đen bên em này nè, đẹp chưa nè? Xanh đen em có ML, XL, 2XL, 3XL, 4XL, ML, XL, 2XL, 3XL, 4XL. Chị cái Linh đặng cho chuyển 40 triệu cho mọi người. Ok chị, Ly Phương size L xanh, Phạm Hà 2XL xanh. Chị ơi em cho 850 từ size M cho đến 5XL. 70kg. Ok Ngọc Lan Nguyễn Thị, 2XL cho chị Linh Lê. Em gọi cho người nhà tối lại nhận tin hỏi 5XL. Ok cho chị Yên Bình. Linh Lê chưa lên size à? Ok Linh Lê Kim chưa lên. 2XL cho chị Lê Hồng. Đau họ quá, có đơn. Cái gì tặng của cô đâu, chiều nay cô bảo con. 3XL cho chị Hồng Hương Tây. Lê Hồng chưa số. Chị Lê Hồng cho em xin số điện thoại ạ. Em đang vừa bán vừa tặng giá 850. Đẹp chưa? 850, đau họ quá. Rồi chị nào lấy lên đơn kèm size kèm số điện thoại cho em ạ. Đã cho chị 5XL sợ ngực to. Ngọc Lan Nguyễn 5XL luôn hả? Ok chị cho chị 5XL luôn. Chị Lê Hồng lên số thoại đi chị ơi. Lê Hồng lên số điện thoại dùm em đi chị gái. Lê Hồng số thoại. Thì Lan Đỗ 5XL ok chị. Xanh đen. Này em có từ L. L cho đến mấy? L đến 4XL. Trời ơi nè. L, XL, 2XL, 3XL, 4XL. Hàng em vừa bán vừa tặng cho chị luôn này. 520.000 đồng. Chào dì Jack Cơ Lam, lâu lắm rồi mới thấy chị nè. Dạ cảm ơn chị. 520.000 đồng màu đỏ đô. Xanh đen 62, 1m65 cho chị Nguyễn Thủy XL. Nguyễn Thủy xanh đen. Bỏ em cho đôi xanh đen mà con XL. 520.000 đồng đỏ đô. Đấy. Con ơi cho mấy cái hàng kia là hàng gì đấy? Đỏ đô 520 nhung à. Đỏ đô cho chị Bình Lê size L. Đỏ đô Hương Đào XL này. Đỏ đô Diệu Thủy 3XL này. Đỏ đô 520. Chị nào để lên đơn đỏ đô 1m53 60kg. Chị Hồng Thanh ơi, chị lấy XL đi, rồi em qua hàng. Đỏ đô. Đỏ đô 78 nha Nguyễn L. Cả lấy L. Nha Nguyễn số thoại. Hiếu ơi cái này. Này như nào?
đẹp cực kỳ luôn á chị. Trời ơi. Trời ơi các chị ơi. Các chị ơi, các chị ơi. Ai lấy được cái này? Hả? Tròn á hả? Cho chị đầm đỏ xanh phương phương lên số điện thoại size gì ạ? Đầm xanh đỏ ấy. 750 ấy. Phương phương lên số điện thoại cho em ạ. À. Lên số thoại em cho nhân viên gọi điện cho chị xem size gì nhá. Lấy cho chị cái màu tím 75 850. Đỗ đầy. Tím 75kg kìa. Màu tím đầm body 850 4XL. Đỏ đô hồng thanh nhỉ. Hồng thanh đỏ đô 2XL. 520 đỏ đô. Trời ơi tím em cho tặng mỗi người cái 600.000 đồng. Cái này là em đang tặng đấy, 600.000 đồng đấy. Xem chị nào may chị được cái đầm này. 600.000 đồng tím. Đầm dài khỏe hai bên. Em có S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL và 5XL. S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL và 5XL. Xanh bao nhiêu vậy em? Xanh nào? Xanh nào? Xanh đầm body 850 chị ơi. Ai không lấy được cái này thì thôi các chị ơi, hôm nay đúng là 600 ngàn đồng nhung tím. Trời ơi đầm. Rồi bắt đầu em chốt đơn này. L Ngân Huỳnh. Ly Phạm L. Ly Phạm L ok chị. Đấy. Hàng Bùi XL. Đâu em cứ đi khi nào ấy thì em kêu mà. Hà Phạm 3XL. Tìm một cái Lê Phương 2XL. 600 ngàn đồng thôi các chị ơi. Có 600 ngàn đồng màu tím nè các chị nhìn nè. Nè. Đẹp chưa? Nè các chị. Cái nhà mình thấy đẹp không ạ? Màu tím nè. Rẻ hai bên nè. Tìm một cái L chị Khách Nguyễn. Tìm XL cho chị Hương Anh. Tìm 3XL Huỳnh Đạo. Huỳnh Đạo. Tìm mít lò Lê Thu. Rồi chị nào lấy lên đơn. Tìm 600 ngàn đồng. Đẹp cực kỳ luôn á chị ơi. Tìm 75-90 ok cho chị đi. 4-3XL ok chị. Tìm Mai Phùng Ngọc. Mai Phạm Ngọc XL. Ai ạ? Thiếu xin đi con ơi. Đau đau. Giang Hương cho em xin số điện thoại ạ. Xin nhỏ có vậy. Xin lại đi. Chị Giang Hương cho em xin số điện thoại ạ. Quỳnh Lê 2XL. Oanh Lâm 2XL. Rồi tìm 2XL Nguyên Nguyễn. Giang Hương số thoại. Màu đỏ đô tím. Màu đỏ đô chưa còn không nhỉ? Này đỏ hồng còn không nhỉ? Đô hồng. Con ơi lên lấy cho cô màu này đô hồng. Có một màu đó. Đô hồng với màu kêu luôn. Chị ơi em cho có 600 nha, em đang sell có 600 ngàn đồng. Em sell có 600 ngàn đồng đấy chị mình. 600 ngàn đồng, hàng này vừa mới nha, mới về luôn. Chị nào lấy lên đơn em qua hàng. Chị lấy size M được rồi chị nha. Không vừa là cái gì? Rộng mới là chật, chả có cái gì không vừa. Chỉ có sợ chị đo nhầm thôi. Đưa cô màu đô hồng đấy con ơi. Cho em bị Nguyễn Thị Dương.
em để này mặc Tết cho mẹ. Trời ơi đẹp chưa? Mình muốn lên hết hàng này rồi. Còn một cái này thôi. Chắc là chị để lại cái này chị mặc Tết đi. Đẹp quá. Rồi em có size này. ML, XL, 2XL, 3XL, 4XL. Hàng này hết rồi, còn có mấy cái thêm cho luôn 600. Em vừa bán vừa tặng luôn 600 ngàn đồng, chị Đào lấy lên đơn 600 ngàn đồng. Đó. Bố em để này em mặc hết rồi. Rồi L ok chị Nguyệt Đào. XL ok chị Hà My. Lấy size L đi chị Thúy Nguyễn ơi. 2XL cho chị Phạm Hân. Trời ơi màu đỏ đô, đỏ đỏ hồng. L ok chị Thúy Nguyễn. L L. Đấy. Chị Ly Phạm làm gì ở L Kim Yến. L XL cho chị Nha Nguyễn. 1m60 chị ơi. Cực kỳ là đẹp. 79XL chị Trang Nguyễn. Trang Nguyễn lên số thoại cho em đô hồng 652XL. Ok cho chị Lưu Thị Điệp. Điệp Lưu Điệp Thị. Hả? Chị Trang Nguyễn cho em xin số điện thoại ạ. 3XL chị Hải Vũ. XL chị Mai Phạm Ngọc. Đô hồng đẹp chưa? L cho chị Khôi Trần. Vậy là em còn 1X, 2X, 3X, 1 size 1 áo. Em hết hàng. 2XL Hằng Nguyễn. Từ 2XL Hằng Nguyễn. Em còn 1X, 2X, 3X, 1 size còn 1 cái này. L Thủy Nguyễn. Thủy Nguyễn hai người bị trùng tên đấy nha. Nguyễn Thủy Dương 2XL. Thế là hết hàng luôn nha. L dự bị đấy con ơi. Nha Nguyễn số toàn. Nguyễn Thủy Dương cho em xin số điện thoại ạ. Cho em phải đấm dài không? Kim Hoa 2XL, chị Kim Hoa này ông nói như thế nào nhỉ? Khách là Nguyễn Thủy Dương số tỏi. Chị Kim Hoa này như thế nào đây? Yốt cũng lấy đi. Hoa khách quen đó. Màu rêu đẹp trời ơi. Màu rêu đẹp lắm các chị mình à. Trời ơi màu rêu thì kinh khủng luôn. Đẹp vô cùng luôn màu rêu. Ôi đẹp lắm, màu rêu. Các chị gái yêu ơi. Màu rêu em tặng luôn 600. Em có ML, XL, 2XL, 3XL, 4XL. Hả? Ok chị gái. ML, XL, 2XL, 3XL, 4XL. Trời ơi em có 5XL luôn. Cái mai lấy thêm cái này đẹp này, rêu đẹp chưa? Màu rêu. Trời ơi. Rêu ok chị Lâm Thi size L. Rêu cho 600. Rêu XL hàng đào. Rêu XL rượu ngân. Cái màu rêu này cũng là mê luôn yêu mà. Màu trắng da và đẹp. Các chị ơi nó sang nó lộng lẫy thì không thể nào tiền nổi luôn. Chị Đặng Loan chuyển khoản 750 đầm xanh đỏ. Cảm ơn chị Đặng Loan. Hải Vũ 3XL. Hải Vũ 3XL ok chị. Chị Lệ chị Hải Vũ cho rồi. Chị Lê Châu size L. Trời ơi Nguyệt Bùi XL, chào chị Dũng Lê. Chào chị gái em. Lên muộn điểm danh muộn thế chị mình. 600 ngàn đồng kèm size kèm số điện thoại cho em. Đào Bồng em gửi áo chưa? 84 Nguyễn Ngọc 2XL. 2XL Nguyễn Thị Vui. XL chị Hà Lợi.
hôm nay không ăn à? À, nói có người đẹp cái răng mua xúc xích ngay. Không à. Sao hết con ạ. À. Cuộc đời này cho mình được phép thích. Không gì cả, đừng có phí đời trai làm gì, đúng không? Trai không được đời phí. À, bà mua à? L cho chị Huệ Lê. XL cho chị Giang Tuyết. Màu rêu chị nào lấy lên đơn kèm size kèm số thoại cho em. Em vừa bán vừa tặng. Có màu đen là màu đẹp nhất mà em chưa lên. Đào bồng này, xem hàng như nào kìa. Chị nói gì kìa? Em hàng của chị đâu rồi? Ôi chào chị Mỹ Phương yêu mờ, ok chị gái em. Trời ơi, lâu dạo này không thấy chị mình đâu. Màu đen là màu đẹp nhất trong hành nhung nha. Ôi, đầm 15 triệu có dịp cho chị mặc tân gia không nhỉ? Xanh bái lò thủy lệ. Bao giờ chị mặc tân gia vậy? Cái đây kết lâu lắm á, chị Bình Nguyên Nguyễn đã chuyển 600, cảm ơn chị. Cái đây kết lâu lắm, chị dục em chịu luôn á chị mình nha. Cái đây kết cực kỳ là lâu luôn á chị. Nó không phải là những cái đầm bình thường đâu. Đẹp không? Đẹp. Trời ơi, này, con gái em bảo mẹ đậm mặc đẹp quá này, cái đậm. Thấy màu xanh mặc đẹp không màu. Trời ơi chị ơi, màu đen là màu đẹp nhất trong nhà em nè. Nhung mà nhung đen mà các chị nhìn may kiểu như này sang trọng quý phái. Dã man luôn cho em. Mềm co giãn cực kỳ là đẹp. Rồi, chị nào để lên đơn kèm size kèm số điện thoại cho em vừa bán vừa tặng với giá bao tiền. Các chị ơi em cho luôn các chị mình này, mỗi người một áo nhá chị, với giá 600. Đen. Đen 600 ngàn đồng kèm size kèm số điện thoại cho em. Trời ơi đen. Đẹp chưa? Chị 600 ngàn đồng cái đen. Đen có 5XL Lê Thủy size L này. Bùi Hân 2XL này. Diệp Ngọc XL này. Thu Đặng 3XL này. Trời ơi màu đen nhung. M chị Mỹ Phương yêu này. L cho chị Lan Tuyết này. Em có size S luôn, em đang mặc size S này. Đấy. Rồi 65 ok cho chị Lưu Điệp Phi này 2XL này. Đen Nguyễn Thị Vui 2XL để lấy thêm cái nữa đi chị ơi. Hàng của em vừa về đừng đổi chị Ngọc Nguyễn ơi. Không có đắt rẻ gì đâu chị ơi, không có giàu nghèo gì đâu chị nhá. Đừng đổi mà tội nghiệp phải mất công em. 600 ngàn đồng sao vỡ mặt em ra vẫn đổi gì. Không chị ơi, mùa hè mát mùa đông ấm nha hàng bên em ấy. Đen Lý Ly Thảo 2XL này. Thu Cúc size M này. Diệp Huệ ok XL này. Rồi chị nào lấy lên đơn kèm size và kèm số điện thoại cho em ạ. Đồ em qua. Đen đẹp. Này đầm ngắn này 500. Đưa cho chị cái kia đi gái ơi. Đây cái này. Đây cái hàng cao cấp này. Ủa cái này em nói thật ở ngoài đời đẹp lắm. Chị ơi đuôi cá này chị Mỹ Phương ơi, cái này bên ngoài đẹp lắm chị. Mặc chị ơi nó sang. Đẹp cực kỳ, cái chất vải mà chị thích ấy. Chất vải mà em bán hàng cao cấp á chị. Đẹp vô cùng luôn. Cái này đuôi cá nha chị. Đuôi cá cái này của em đang sell có 750 thôi chị gái. Đuôi cá em đang sell có 750 thôi cho em mã đuôi cá này. Trời ơi. Đẹp không chị nhìn này. Ở dưới này nè. Đấy cái này là đầm đuôi cá nha chị nè. Đuôi cá em có từ size M cho đến size 4XL. Đuôi cá M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL. Em vừa bán vừa tặng 750, chị nào lại lên đơn. Cái này bây giờ em mới lấy nha. Ok chị Kim Hoa Hồng đồ hết ai cho chị lấy đen nè. Đấy. Rồi chị nào lấy lên đơn cho em này. Đuôi cá này. Ghi dùm em mã đuôi cá cho 750. Đuôi cá Nguyễn thì được. Size gì ạ?
Đuôi cá size L cho chị Hương ơi. Đuôi cá XL Nguyên Nguyễn. Đuôi cá 2XL cho chị Hằng Phạm. Chị Nguyễn thì được, chị lấy size gì? Nguyễn thì được, chưa có size cũng chưa có số luôn. Để cô in ra có số không? Không có số. Có nha chị Xuyên Nguyễn. Xuyên Nguyễn ơi, em bán trực tiếp. Nguyễn thì được, cho em xin số điện thoại ạ. Được. Ăn xúc xích vào có khách. Nó bù xúc xích có khách. Ngọc Lan Nguyễn 3XL. Phương Dung 2XL. Con ơi, Nguyễn đâu lên file cho cô ít nước muối ấm con ơi. XL Nguyễn thì được. Đuôi cá 2XL cho Hồng Loan. Rồi chị nào lấy lên đơn. Đuôi cá XL cho chị Hoàng Yến 750. Đuôi cá 3XL Lợi Huỳnh. Đẹp tuyệt vời luôn á chị mình ơi. Mở ok chị yêu Mỹ Phương. Mở chị Mỹ Phương. XL cho chị Vương Lê. Chị ơi vải này vải mà trước mà em bán hàng cao cấp ấy chị. Cái chất vải này vải Dubai nó đẹp lắm chị. Nó đẹp hơn cả vải Dubai mà Dubai loại cao cấp chứ không phải là Dubai rẻ tiền đâu chị Dũng Lê. Không phải Dubai là hàng rẻ tiền, nó hàng cao cấp ấy. Đó. Chị Lan Hương ok 2XL. Cúc Phạm ok 3XL. Đuôi cá đẹp lắm. Nè, đuôi cá ngắn cho em. Cực kỳ là dã man rồi em qua hàng đuôi cá. Đuôi cá chị Dũng Lê 3XL. Đấy nó có mấy màu. Cả màu xanh cô ban đẹp vô cùng mấy như hết rồi sao nhỉ? Xanh cô ban còn sai nhỏ không nhỉ? Màu này bây giờ em mới lên là hết này. Lại có mấy màu ấy. Em còn. Trời ơi màu rêu chị nhìn này. Màu lý rêu rêu á. Màu lý rêu rêu á các chị. Nè chị nhìn này. Đuôi cá đẹp lắm chị mình ơi. Đây cái đầm đầu tiên đẹp. Màu đẹp quá. Chị nhìn này. Cái đây là đuôi cá cho em đang mặc size M. Nè. Này em không có S, em có từ M. Đẹp chưa chị gái, màu rêu này. Trời ơi. Rêu cho em chị mặc size M coi trần đấy. Màu rêu em cho luôn. Cái đấy bây giờ em mới lên nha. Rêu em cho luôn 750 ngàn đồng đuôi cá rêu. Đẹp chưa chị. Cái chất này nó dã man vô cùng. Rêu ok chị Phương Xuân hay L. Rêu em có từ M đến bốn L. Nguyệt Đào 2XL. Hàng Phạm 4XL. Màu rêu này nó đẹp kích khủng luôn. Đẹp dã man. Chị ơi bên ngoài nó đẹp lắm. Về chị nhận cái chất này Dũng Lê ơi, nó đẹp vô cùng luôn. Eo ơi này, đuôi cá này chị nhìn này. Đuôi cá ngắn này mặc cho Tết thì thôi rồi luôn. Cái form này chị mặc nhỏ người cực kỳ luôn. Form này làm nhỏ người lắm. Đấy. Đuôi cá chị Hằng Phạm 2XL. Đuôi cá XL cho chị Nguyên Nguyễn. Đã chuyển à, chị đã chuyển. Cảm ơn chị Nguyên Nguyễn, chị lịch sự quá nhỉ. Cảm ơn chị gái. Đấy. Đuôi cá màu rêu. Chị Lan Anh size L. Ủa em qua hàng. Con gì nó huyền nó lâu ấy nhỉ. Mẹ đau họng quá. Đau như hóc xương cá. Chị ơi màu em có màu xanh cô ba đẹp chưa này chị Dũng Lê. Chị Mỹ Phương này. 4XL Thùy Linh. 2XL Hân Đào. Chị ơi nhìn này em có màu xanh cô ba chị nhìn đẹp chưa. Xanh cô ba còn không nhỉ. Em xanh cô ba từ M cho đến 4XL. Bổ sung ok. Con bị sao yêu. Được rồi để đấy ai lấy ấy. Lâu đưa đây cho cô. Cô đang đầu học mất lâu. Ừ.
Đấy, chị này màu xanh coban. Em có từ M cho đến 4L chị. M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL. Trời ơi, đẹp không? Đẹp chưa á chị mình? M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL. Xanh coban. Xanh coban cho chị Hà Tuyền, size L. Xanh coban chị Hương Xuân, 3XL. Đấy, xanh coban chị Đào để lên đơn. Em vừa bán vừa tặng cho mỗi người một cái với giá các chị bao nhiêu? 750, 750.000 đồng. Chị nào lấy lên đơn kèm size kèm rủi toàn đó. Sao mà mình đau họng như họng sưng cá vậy trời. Rồi em quay này, cái màu này đầu tiên em lên lên. Màu đẹp chưa? Đẹp. Màu em còn màu này nữa thôi nha. Màu đẹp chưa này? Xanh lờ thanh thanh nè. Chị nhìn màu này, màu tây nhợt xám. Thanh Thanh lên số điện thoại dùm em. Thanh Thanh cho em xin số điện thoại ạ. Xanh coban coi trần size L nữa này. Để bổ sung LM. Thanh Thanh lên số điện thoại. Trời ơi cái màu này xám, xám xanh. Dạng như màu xám xám coi cói á chị nè. Đẹp chưa? Trời ơi màu tây chưa? Thanh Thanh lên số điện thoại đi chị ơi. Ok chị gái. Rồi đuôi cá 750. Màu xám xanh. Xám xám xanh xanh. Em có mở L, XL, XL, 3XL, 4XL. Còn màu này lại mét nha. M, L, XL, XL, 3XL, 4XL. Xám xanh. Xám cho chị Bình Phương. Ok size XL. Xám cho Nguyệt Đào size L. Chưa có đơn nhưng bây giờ chị nhảy sang trang khác em mất số rồi. Chị ơi em mất số chị. Đó chị nào lấy lên đơn. Em đau họng mới thứ hai đầu tuần mà đau họng muốn chết đây này. Sắm xanh 2XL chị Đỗ, Đỗ Hồng. Rồi chị nào lấy sắm xanh em qua. Rồi cô xem nào. Cô phải hình dung được cái hàng như thế nào tí rồi. Quay quay. Toàn xe to. Làm đéo làm sao. Làm sao cũng thế như. Rồi buổi này ai mà toàn xe to thế mà làm lắm. Ủa chị mình ơi. Rồi màu đỏ đô này. Đẹp thế không biết. Trời ơi đỏ đô. Đỏ đô em có từ L cho đến size 5XL. Đỏ đô đẹp lắm. Chị nào mua được mua thôi. L cho đến 5XL em cho vừa bán vừa tặng cái đô này này. 850.000 đồng. Ôi đẹp chưa. Đô 850 em có L, XL, 2XL, 3XL, 4XL. 5XL hàng này hàng tiệc các chị. Hàng này hàng tiệc. Hàng này hàng đi tiệc hàng sang lắm. Sang đẹp mà rẻ. Trời ơi hàng đi tiệc này. Em có size L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL này em không có mờ. Có hàng tiệc sang không? Ai mặc lên cái này đúng là thật. Nhìn như quý bà. Này hàng này hàng tiệc của em nha. Em đang vừa bán vừa tặng luôn 850.000 đồng. Hàng tiệc vừa sang trọng vừa lịch sự vừa đẹp. 850 toàn kết valet. Đó, L, XL cho đến 5XL. Đỏ đô tiệc size L cho chị Huyền Đào. Đỏ đô 2XL Lý Bình. Đỏ đô đẹp lắm thôi các chị ơi này. Trời ơi sang trọng quý phái chưa. Này đỏ đô trung niên hàng tiệc cho em. Đỏ đô 5XL cho chị Lợi Bình. Em có đến 5XL luôn đỏ đô.
đỏ đô 850.000 đồng. Đó 850 kèm size kèm số đô L Nguyễn Huệ. Đô cái HL chứ gì Hà Tuyền. Đô này hạn tiệc cho chị. Cực kỳ là đẹp luôn đó chị mình. Kèm size và kèm số thoại. Đô 5XL chị Xuân Lê. Xuân Lê này bên ngoài không. Đô 4XL cho chị Huệ Phượng. Xuân Lê có số thoại rồi. Dạ. 850 đỏ đô. Đô 5XL Trần Thị Lan. Đô 5XL cho chị Hồng Huyền. Đô này hàng tiệc cho chị cuối năm. Đô mạch này mặc dịp cuối năm cho em cực kỳ là đẹp tiệc. Đó các chị thấy không ạ? Sang. Sang lắm luôn cho em. Nhưng mà sang nữa ông cho có 850 ngàn đồng rẻ. Cực kỳ là rẻ luôn. Đô xinh chưa chị? Kèm size và kèm số thoại cho em. Đô này ai mà bụng to mặc nhỏ người cực kỳ. Mặc rất chia nhỏ người nó hay. Có hai cái này này. Rồi em qua đô. Để như bùng luôn. Đô bán đổi 2.000 đồng công. Công làm bao nhiêu lâu mà không bán nổi. Màu xanh đen. Hàng tiệc luôn ạ. Đầm này đầm suông nha chị. XL đô chị Hương Phạm. Đầm này là đầm suông suông đấy chị nha. Không phải body đâu nha. Đầm này là đầm suông suông đấy các chị. Em có từ size L. Em mặc size L nó rộng nên là em nè. Đầm này là đầm suông đấy các chị mình. Màu xanh đen. Đô 5XL Lê Xuân. Có cái gì Xuân Lê. Bây giờ lại Lê Xuân. Ừ, bây giờ lại Lê Xuân này. Nè, đưa cho cả nhà xem này. Lúc này Xuân Lê, bây giờ Lê Xuân này. Ừ, cũng 5X, chị này cũng Lê Xuân luôn. Chết mai làm sao phải phân biệt ra nè. 5XL đấy chị này. Đó, đô 5XL. Đó. Trùng nhau kinh khủng. Ngân Huỳnh, chị lấy cái gì đấy chị Ngân Huỳnh? Chị lấy cái gì mà đổi cái gì? Chị đổi thì em không chốt được đâu nha. Đào Huệ ok xanh đen XL này. À, vừa lô được bán được cái lời được 20 ngàn đã phọt cả mà hơi tai ra đổi hết cái nọ cái kia. Chả biết lấy cái gì mà đổi. Em chị em vừa giờ có chốt chị đỏ đô đâu mà đổi. Chị Phương Linh 3XL. Hằng Phạm 2XL. Thanh Toàn 67 2XL. Ngọc Tuyền size L. Trời ơi, xanh đen đẹp quá. Mấy chị lấy 5XL này. Ừ, em cho có 850 ngàn đồng chị ơi. Từ L cho đến 5XL mấy chị này. Mấy cái này các chị mặc cái này che bụng cực kỳ luôn này. Nó nhỏ bụng nhỏ người lắm nha. Đầm suông. Xanh đen 4XL cho chị Hương Tây. 3XL cho chị Diệp Thảo. Xanh đen thì nào lấy lên đơn. Cực kỳ là đẹp. Kèm size và kèm số thoại cho em mã xanh đen. Đẹp chưa? 850 ngàn đồng. Mẫu đẹp quá. Sang. Đỏ đôi eo 90 bát L Phương Phương. Rồi em qua xanh đen. Xanh đen 5XL chị Hương Lê. Xanh đen 5XL bông hồng. Đâu lúc nãy là mật giò với là eo đô và này chuyên ra làm kiểu như là hai màu nó ná nhau làm được một màu màu này thì bỏ màu kia rồi hai màu chuyên ra ná nhau kiểu đấy có nhìn nó nhắn màu toàn làm hai màu ná nhau một chịu làm được size to của bố thôi.
Hiếu bảo đi. Nhưng mà hai màu chỉ làm một màu thôi, làm còn kinh. Và làm sai to kinh khủng. Lò nhà mình mờ miết nhiều. Em cho các chị màu đen nữa thôi nha. Ôi màu đen đẹp chưa ạ? Màu đen đầm này đầm suông các chị ơi, đẹp lắm. Màu đen em có từ size L cho đến size 5XL. L, XL, 2XL, 3XL, 4XL và 5XL. Màu đen em vừa bán vừa tặng 850.000 đồng luôn. 850 màu đen. Ôi đẹp chưa chị? Đấy nhỏ người lắm màu đen. Đen cho chị Thu Liên size L này. Đen ok Huệ Đào 2XL này. Đen chị Bình Nguyễn XL này. Rồi đen thì Đào để lên đơn. Cực kỳ là đẹp luôn. Đấy chị nào lấy lên đơn kèm size kèm số điện thoại cho em. Xanh đen Thùy Linh 4XL. Đen như chị My Nguyễn 2XL. Kia là xanh đen. My Nguyễn là đen. Rồi chị nào lấy lên đơn kèm size và kèm số điện thoại cho em màu đen. Ok chưa các chị mình? Màu đen em kẹp size kẹp điện thoại cho em vừa bán vừa tặng qua hả? Để đưa lên cho cô xem đã được có kéo quá rồi, khổ thật. Đen 5XL chị Trần Thị Lan. Nguyễn Huệ chị mặc XL đi. Cái này của em từ size M cho L, L cho đến 5XL này, đầm giá ổi. Đầm giá ổi các chị này. Màu đất, màu cánh gián. Màu đâu cánh gián em vừa bán vừa tặng mỗi người cái chị 50. Này đầm giá ổi từ L cho đến 5XL. L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL. Trời ơi. Màu nâu cánh gián L, XL, 2XL, 3XL, 4XL và 5XL. Màu nâu cánh gián em vừa bán vừa tặng các chị mình luôn ạ. Nâu cánh gián. Trai ơi. Nâu cánh gián. Đẹp chưa? Em là 950.000 đồng đầm dạ hội. Đó, các chị nhìn thấy có ai bán đầm dạ hội nâu cánh gián. LXL đưa dép. L cho đến 5XL. Tám mươi lăm ký mặc được chị ơi. L cho chị Linh Xuân. XL cho chị Hằng Nguyễn. XL cho chị Phương Thúy. Trời ơi 950. Đầm dạ hội cực kỳ là đẹp luôn. Đấy cả nhà mình thấy không ạ? Em vừa bán vừa tặng đầm dạ hội cho chị với giá chị có 950.000 đồng. Đầm dạ hội. Mà cái cô cũng lên đâu nha. Lên rồi. Mã đấy ghê. Cái đấy hôm nọ bên nhà rồi cũng nhìn lên mất công rồi. Đầm giả hội xa 2XL cho chị Hằng Tuyền. Rồi chị nào lấy lên đơn em qua hàng. Chị Mai Trúc 4XL. Chị ơi, em lên cái màu ruốc này, hàng này lạ lắm nha, chất vải cực kỳ là lạ nha. Em vừa bán vừa tặng cái màu ruốc này cho tất cả các chị mình. Lại bán 580 đúng không? Rồi em vừa bán vừa tặng 580. 580.000 đồng kèm size kèm phụ thoại cho em. 580.000 đồng màu ruốc. Đẹp chưa?
Ôi ôi xinh. 580. Này lúc nãy thì có màu đô. 580 chị Lê Thủy size L. 580 hàng Phạm Mai L. Hôm nay chị nhận áo dài bên em đẹp sức luôn cả bơ chị Minh Nguyễn. 580 cho chị Phương Phạm 3 L. Rồi 580 chị nào lấy lên đơn. Trời ơi, nó đẹp lắm á chị mình ơi. Kèm size và kèm số thoại cho em ạ. Kèm size và kèm số thoại cho em 580.000 đồng. Huỳnh Duyên size L. Lê Thủy XL. Rồi chị nào lấy lên đơn. Đẹp chưa chị mình? Rất chi là đẹp, kèm size kèm số điện thoại cho em. Bầu ruốc em qua hàng. L Thanh Thanh. XL hàng Phạm. L Nguyên Nguyễn. Rồi ấy, chị ơi em lên áo dài nha. Lên áo dài nha. Bảy mươi ký mặc size chị mặc 3XL. 70 ký mặc 3XL chị mình ơi. À đưa mấy cái đầm kim sa kia đi. Trên đấy còn hàng thì cái đấy cô sale tặng khách đi. Cái này còn hàng không con nhỉ? Em đang vừa bán vừa tặng cái này nhá. Không bao giờ tặng nhưng mà ngày hôm nay về cô đưa size to chị sao mà còn nhưng mà lấy 3XL cô mặc á. Yêu ơi. Còn mà toàn 3XL á. Về chị lấy XL đi chị gái ơi, chị lấy XL. Em đã qua rồi, em không chốt hàng đấy được đôi nha. Thôi em không chốt được đâu. Cái đấy em bán sẽ... Các chị ơi em lời, em nói thật không phải ngồi đấy giữa đây. Em lời 10.000 áo. Ship ra ship vào rồi gọi điện cho chị tổ té tí được thôi. Thôi em không chốt cái đấy được đâu, lười chốt lắm. Cái này hết rồi. Cái này hết rồi. Này còn hai cái à. Này trên nhà hết cả con. Tay đây tay. Đây đưa lò đây. Này chị nào lấy thì hai bao hôm nữa có. Này hết hàng nhá chị. Ở đây đang còn MLXL. MLXL và XL rồi. L76 lên size L nữa. Màu ruốc em không chốt được đâu các chị ơi. Lời 10.000 bạc chán không muốn chốt. Đưa đi hết chị. Về nhà mới em bán cho chị giá đấy chứ không có giá đấy đâu. Cái này thì hết hàng rồi. Cái này em còn ML, XL, 2XL. Mỗi size em còn là ở kia còn là xem cái này còn nào cho khách đi. Trần Thị Lan màu dầu lúc này có màu đen không ta? Không có, màu đô. Rồi cả nhà mình ơi, cái này em còn mờ lòi. Có S của chị ạ. S không đưa cho chị. Rồi ơi, S mờ. Quá trời rồi, lấy 580. Hương Lê rồi, Lan Lê rồi, Phạm Hồng này. Trời anh kìa, 580 rút kìa, mấy bao nhiêu người lấy ra kìa. Cảm ơn chị Nguyên Nguyễn yêu. Cả nhà mình ơi, đây là cái này em đang tặng về nhà mới nhá. Em bán bao nhiêu rồi các chị biết rồi, em không cần phải nói nhiều nữa. Em cho 1.500.000. Đây này em hết hàng rồi. S, M, L, XL, 2XL. Đấy, cái này của em các chị bao nhiêu để các chị biết. Phương Cúc lên đây đi, lên số điện thoại ở đây đi chị ơi. Lên số điện thoại ở đây đi chị mình. Lên số thoại trên này đi cho em và cọc tiền em đi. Chị nào lấy cái này em cho 1.500.000 em xả hàng.
Về nhà mới em đã tặng mỗi người cái này, đưa chị size S đây chị mặc đây. Em cho 1.500.000 đồng chị Đào lấy lên đơn. Cái đây chị Trần Thị Lan lấy cho em trao tặng cho cái 5XL này. Nhưng mà 2 hôm nữa mới có. 3 hôm nữa. Chị Trần Thị Lan, chị biết em bán cái này giá bao nhiêu rồi đúng không? 4.500.000 em giao cho chị 2.500.000. Em bán rẻ nhất là 2.000.000, hôm nay về nhà mới em đang tặng 2.000.000, à 1.500.000 đấy. Về nhà mới là em sell, cách nào em chưa sell là em mới sell cho chị. Để không các chị lại bảo là bảo sell mà không sell. Nha cả nhà mình nha. Em cho 1.500.000 đồng màu xanh đen. Màu xanh đen cho chị Ngọc Lan Nguyễn size L. Trời ơi có 1.500.000 đồng với chị mình ơi. Đẹp lắm luôn, đầm giả hội. Mua sau like và mua đến nó không được giá này đâu nha, cả nhà em nói trước đấy. Xanh đen cho chị Hoàng Bình size M. Mua sau like em không bán giá này đâu nha. Em nói rõ đấy, không đến lúc là mất công, mất lòng. Màu xanh đen em bán ở trên này với cái giá này thôi. Chị này lấy màu ruốc này. Vai gì biết. Đấy, màu xanh đen em cho 1.500.000 đồng. Bảo có việc gì? Bảo gọi cô cháu đang bán hàng, đang live stream có việc gì không? Rồi em qua hàng. Bảo cô đang live, nói thẳng đấy. Bảo cô đang live stream. Con không nói cô đang live stream, bảo cô bận gì mà chị gái cô không nghe được vậy. Trời ơi cái ông này, cô đã bảo cô đang live rồi. Ok chị lấy Trần Thị Lan em đang tặng chị 1.500.000 đồng luôn. Em không chốt cái này sau live nha. Em chỉ bán được cái live trực tiếp này thôi nha. Cả nhà em nói trước không đến lúc này. Thì Trần Thị Lan chị lấy cái 5XL xanh đen 1.500.000 cho anh. Chồng mình từ lúc ra gặp cái con bé ngoài kia sao ngơ nhỉ. Ngươi nước nghiêng thành như sao mà cứ... Rồi màu đỏ này em bán hôm nay thôi chị nha. Em phải like em sell cho chị để các chị làm chứng cho em này em có sell. Các chị nha, em nói trước không này đến lúc lại bảo là tại sao em nói sell này không sell. Đấy em nói rõ đấy. Cái này bao nhiêu là chị biết rồi. Màu đỏ em có từ size S cho đến 5XL này. Cái này 4XL. Màu đỏ SM, LXL, 2XL, 3XL, 4XL. Chị nào mặc 5XL em đang tặng luôn cho cái 5XL luôn mà sửa. Em giao luôn 1.500.000 đồng. Này có gì đổi cái vị trí này sang bên kia đi nha. Làm ở đằng sau cho nhìn. Để còn nhìn đấy chứ. Ừ, mai. Bùi Huệ ok, size L đỏ. Cẩn thận có đèn tí lại không mở ra được thì chết. Đâu ý là nó chốt cửa trong nhà nhưng mà sợ nó ấn cái chốt lát không mở ra được. Nhưng mà cửa đã kêu không nở. Mày treo từ gì đó? Mày treo nóc nhà, mày treo từ gì? Bốn nó đuổi nó lên nó đóng chặt cửa cho nó vào. Đỏ lờ cho chị Thanh Thanh. Đỏ hai lờ cho chàng Tuyền. Đỏ 3XL Mỹ Duyên. Chết chỉ sợ lát nó không biết nó mở từ gì nó chết đấy. Hương Đào đỏ 3XL ok chị. Đấy chị nào lấy lên đơn rồi em qua hàng. Mấy chị chuyển tiền cho em nha, hôm nay em bán cái này đấy. Các chị làm chứng là ngày hôm nay em trang có sale đậm giá hồi dài. Kim sa rồi nhá chị nhá. Em về nhà mới hôm sau lại bảo là em chưa có sale là chết em luôn á. Em nói trước.
lần sau em bán là không bao giờ có giá này lặp lại đâu, không bao giờ lặp lại một lần thứ hai. Chị Trần Thị Lan ơi, chị lấy cái này 5 xl em đang làm cho chị cái nữa, cho chị 1,5 triệu luôn này. Màu này là chị em bán mấy triệu rồi chị biết rồi. Không có 5XL nhưng mà chị ấy đi, em cho chị 5XL. 5XL nhiều vải lắm luôn á. Em đang tặng 1 triệu 500 ngàn đồng đó chị ơi. 1 triệu 500 ngàn đồng đứt vào được chưa? Xem cái camera xem. Đó, nó không mở được. Màu đen đẹp chưa? Trời ơi. Có mở được không? Mở được chưa? Thế nhưng anh bảo nó mở ra chưa? Chị Phương Lê size L. Đang mặc 54, ok chị Huỳnh Trang size L. Chị Huỳnh Trang ơi, em bao cho chị mặc thoải mái luôn. Huỳnh Trang cọc tiền nha em nha. Đấy. Phượng Bùi ok 2XL 1,5 triệu sale luôn. Các chị ơi, chị mua hàng này cọc tiền cho em Trang nha. Em bán sale rẻ lắm luôn. Huỳnh Trang cho chị cái rồi đấy, sale L. Rồi em qua hàng. Hôm nay chị nào lấy được cái này em đang tặng mỗi người cái nhá. Em về nhà mời em treo này. Chưa bao giờ cái này của em bán cho chị là rẻ 3,5 triệu đồng. Em về nhà mời bây giờ ai lấy cái này em đang tặng 2 triệu. Em đang tặng mỗi người cái 2 triệu đồng. Màu đen đỏ, xẻ tà hai bên này. Đây là em về nhà mời em treo, các chị biết rồi đấy. Em vừa bán vừa tặng giá 2 triệu đồng, chị nào lấy lên đơn. Em còn size S cho đến size mấy XL đấy? S cho đến 4XL, 5XL, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL và 5XL. Em vừa bán tặng cho chị mình luôn với giá 2 triệu đồng này. Trời ơi, nó đẹp chưa các chị mình? Dã man luôn. Đấy, em đang vừa bán vừa tặng cho tất cả các chị gái của em với giá 2 triệu đồng. Đen đô, đen đô cho chị Loan Phạm size L này. Đen đôi cho chị Ly Nguyễn XL này. Đen đôi cho anh Tuyền 2XL. Đen đôi chị nào lấy lên đơn. Dạ. Có 2 triệu ạ. Dạ. Có 2 triệu đấy. Cả nhà mình ơi, ai lấy lên đơn nha. Rồi kèm size và kèm số điện thoại cho em, cực kỳ là đẹp rồi em qua hàng. Đẹp thật không? Ly Đà Lạt size M ok chị. 58kg XL chị Thu Thảo ơi, chị lấy em cho chị XL. Em qua rồi sẽ không bao giờ mua được cái giá này nữa đâu, em nói thật. Hôm nay em đã qua cái giá nào rồi thì vĩnh viễn không bao giờ chị mua được lần thứ hai. Không bao giờ luôn. Em về nhà mới em bán cái giá này thôi chị ơi. Đấy, chị mua nhà em bao nhiêu lần đấy, chị biết rồi đấy, không bao giờ có giá này. Hôm nay là em về nhà mới em nói sale là em sale đấy. Chị Thu Thảo chị lấy XL cho chị. Em màu này. Trời ơi, màu đẹp chưa. Các chị nhìn này đẹp chưa này. Trời ơi, màu bơ. Dạng như là bơ xám xám xám, bơ bơ màu này.
dám dám bơ bơ cho em. Đấy là chị mình. Bơ xám cho em cực kỳ là đẹp. Trời ơi. Xám bơ bơ xám. Tối giờ ông bật. Bật nó xám quá. Chị mua trước 2,8 triệu. Thu Thảo lấy lờ. Chị Khánh Ngọc đây bấm máy lấy cho cô xin cái giấy ra. Đây cái giấy 2,8 triệu của chị Khánh Ngọc đây đã. Thu Thảo say lờ. Đen đô. Nè. Cả nhà mình em không nói sai một lời một câu nào nhé. Khách hàng bên em mua này. Mua 2,8 triệu đấy chị nhìn này. Không bao giờ nói dối một lời nào nhé. Đây này chị mua hôm trước 2,8 triệu này. Em nói với chị là em về nhà mới có giá này. Không bao giờ có giá này. Em đã nói với chị mình rồi. Hàng bên em nó đẹp lắm. Em không không sell đấy. Chị bảo là tại sao em nói về nhà mới em sell mà em không sell. Bơ sáng. Bơ sáng cho chị Hình Liên size L. Bơ sáng Nguyệt Đào XL. Đen đô size L Hạnh Châu đen đô. Hạnh Châu đen đô XL. Em sale còn có 2 triệu thôi. 57 Nguyễn Thị Thanh Loan đây chị lấy size L. Nguyễn Thị Thanh Loan chị lấy size L thôi. Váy đen 68. Trời ơi em có đến 5XL cơ mà chị. Trời ơi em có đến 4XL, 5XL mà chị. Rồi đúng không ạ, chị lấy 3XL là vừa đẹp rồi nha. Em có đến 5XL mà. Đưa chị cái máy. Hân rượu size 3XL. Hỏi đi thằng yếu báo. Rồi em qua hàng. Các chị ơi có thấy sáng không ở nhà mình? Thấy nhà em có sáng không? Bơ sáng là ok chị Tuấn. Thú Thuần. Thú Thuần say lờ. Bé Bi hôm nay em sale có 2 triệu thôi chị. Hồ này mà đẹp. Này em còn từ M tới hết hết nha. Em còn từ size M hai bên này. Mẫu này mẫu mới về, mẫu này mới về. Trời ơi đẹp chưa này. Đẹp vô cùng luôn. Size này size em có từ M. ML, XL, HL, 3XL. Cái này em có đến 3XL và 4XL thôi chị ơi. Em vừa bán vừa tặng cho chị luôn 2 triệu. Chị Linh Phương ảo đang mặc size L. Ồ đẹp lắm. Cái này ghi dùm em mặc mới đi. Màu mới. Hàng Bùi 3XL màu mới. À cái này em còn 4XL luôn. Màu mới. 2 triệu đồng hôm nay em sale cho chị nha. Đẹp tuyệt vời móng choi lói. Ôi cái áo này. Tím ruốc, cái màu này màu tím ruốc. Đẹp lắm sốt à. Cảm ơn chị Yến chuyển. Rồi em qua. Các chị ơi vĩnh viễn không bao giờ chị mua được như ngày hôm nay nha. Em nói lại một lần nữa đấy, không bao giờ nha. Cái đây mấy triệu. Cô đặt được cái đấy đẹp quá cô ạ. Cô ơi. Cô nè cô. Đưa cái đấy đây cho cô. Cô mặc cho khách. Con mặc cho cô xem này. Đẹp. Ôi cái màu này nó đẹp lắm. Hàng cực kỳ đẹp. Mẫu này nó đẹp chứ không phải là do con mặc đẹp. Từ sáng giờ không biết bao nhiêu người đặt cái mấy cái hàng này. Toàn vào đặt đầm 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 nhà con là. Này.
Nè nhìn nè, đẹp chưa? Cô làm này là vừa, đừng làm dài quá. Cô làm bằng này thôi. Làm này là vừa, tại vì cô mập mà, đừng ngắn hơn. Ngắn hơn xấu. Làm chuẩn như này. Màu mới size XL chị Liễu Trần. Hàng này của em giá 14 triệu, chị nào lại lên đơn? 14 triệu, chị nào đặt được tất cả các màu bên em hôm nay em cho giá 7 triệu. Hàng này của em 14 triệu á chị nhá, em đang tặng 7 triệu đồng. Các chị đặt theo màu, theo size được. Đẹp chưa? Nè. Rồi ôi đẹp chưa? Em giá 7 triệu đồng thì đào lấy lên đơn. Hôm nay á chị ơi, hàng mà hàng này nhà em đặt ngày hôm nay mấy chục cái. Cái mặt, mấy cái mặt hàng này mấy chục cái luôn. Các chị đặt theo màu được, đặt theo kiểu được và đặt theo size, em tính 7 triệu. Đẹp chưa? Rất là đẹp nha. Cô ơi, cô đặt luôn màu này đi cho đẹp. Ừ. Nhưng mà ý là con bảo là đặt theo màu này cho đẹp. Chất vải sướng không? Cô thấy có bao giờ cô sờ đâu cái chất dã man chưa? Chất rất là đẹp luôn. Cái chất của nó đẹp cực kỳ luôn. Chị muốn cái này đỏ đô, chị đỏ đôi đặt đi chị. Đỏ đôi đặt đi chị ơi. Rồi em nho cái màu hoa 10 giờ. Hôm nay sao toàn khách đặt đầm cao cấp nhỉ? Người ta sờ vào cái chất nhà mình người ta mới biết. Nè, mấy cái đầm cao cấp thì sờ vào chất cực kỳ đẹp. Có nơi mấy cái kia mai tống đi được một trang đấy. Mấy cái đầm tống. Bối ba. Con. Để cái xanh lại. Đó, cái mã xanh để lại. Mã xanh mỗi màu mùi sẽ người ta bị ốm hay sao? Người như bị cảm. Màu hoa 10 giờ. Màu hoa 10 giờ, chị nào lại em cho nó nốt 2 triệu là em không lên này nữa nha. Đấy, các chị nha, chúc mừng tất cả mọi người mua được cái này 2 triệu đồng nha. Em không lên này nữa đâu nha. Cả nhà mình chiều nay đặt này, đặt cho cô cái đầm 9 triệu cho. Ô, mày không đặt đi báo bảo 10 ngày ấy nha Hiếu. Ok. Tiền cũng vào túi rồi, bây giờ không biết ở đâu kìa. Má nó gặp cổ đây ấy. Làm y chang, mỗi tội đầm dài. Làm y chang nhé con, nhưng mà đầm dài cô đo chiều dài bằng eo bái rồi. Nó là cái hàng y chang như vậy, tay cũng như vậy nha Hiếu. Kết y như vậy, tất cả mọi cái như vậy, mỗi tội là đầm dài thôi. Đó. Hoa 10 giờ chị nào lấy lên đơn. Hoa 10 giờ Lê Thủy size L. Hoa 10 giờ Ly Phạm size L. Ly Phạm chị cọc tiền em đi chị ơi. Hoa 10 giờ Hân Đào XL. Giá 2 triệu chỉ có duy nhất ngày hôm nay nữa thôi. Hôm nay em bán cái này giá này thôi, không có giá này đâu chị ơi. Ly Phạm ơi, từ đấy giờ chị lấy mấy cái Ly Phạm, lấy mấy cái không gọi điện không cọc tiền à? Gọi điện đi. Bảo chị cọc tiền đi, số tài khoản Vietcombank Nguyễn Thị Diện đấy. Chúc mừng tất cả các chị cái này nha. Bố như em như bị cảm cúm. Đau họng kinh ngủ mới có hết thôi. Em qua rồi em sẽ không chốt, từ giờ không chốt nữa đâu nha. Vĩnh viễn không bao giờ chốt cái đấy được 2 triệu. Tất cả chị nào vừa mua được cái đấy 2 triệu là các chị ơi, các chị rất là may mắn. Các chị mua rẻ được 1 triệu một cái. Đầm dài giả hội ấy. M 2 triệu Lâm Thị Mỹ Hà, cái M chị vừa mặc ấy. Nhung. Trời ơi, chị mình vẫn vớt vát được cái. Cho chị màu ruốc đầu lai 950 ngàn đồng bách L. Ok chị Khánh Ngọc. Màu ruốc đầm dài hồi đầu lai 950 cả.
mở chị vừa tay ra đâu đứa nào cầm của chị. À hôm nay mẹ ơi con nghe thấy mẹ đến à? Con nằm ngủ ở trên nhà ấy con không biết. Cô Liệu đến lúc nào thấy lúc nãy đứa nào bảo cô Liệu cô đến. Sao mẹ đến mẹ không gọi trước cho con xong lên gọi con. Sao gọi con dậy? Mẹ đến lâu không? Dạo hội mới về hôm nay đâu. Một bao nay hôm qua bạn nào nhận nhỉ? Chị vừa vào trời ơi may chị vớt vát được cái nữa là hết rồi. Không bao giờ còn nữa. Cái vừa giờ hoa 10 giờ size M của chị Lâm Thị Mỹ Hà đâu con ơi. Rồi đưa cho chị đi. Lên lại cho chị hàng đấy chị xem chị lấy mấy cái. Em không lên nữa đâu. Chị Lê Thu em không lên nữa. Cái đấy vĩnh viễn không bao giờ có 2 triệu nữa. Em nói lại một lần nữa nha. Vĩnh viễn không bao giờ trở lại giá 2 triệu. Kể cả bây giờ chị có mua em không bán nữa. Đấy em lên là vì cái uy tín của em. Cái uy tín tính của em bảo với chị là em sell. Chứ không phải là em không có uy tín cho nên là em đã qua rồi. Thì bây giờ các chị em không bán nữa. Nha. Hai cái. Cái này em còn 2 cái nhưng mà em không lên nữa nha. Nè. Còn có ML bike và 4X à. ML bike và 4X nhưng em sẽ không lên nữa nha các chị. Không lên nữa. Không lên là không lên nữa. Đồng dài mới hôm nay chở một lô đâu. Hôm nay về đấy. Ôi đau tai quá. Con mà đã ngủ rồi cô à, con mà đã ngủ không ai dám gọi. Con đã lên nhà kể cả chồng con kể cả bất cứ ai. Con mà đã nằm ngủ thì không ai vào phòng con. Không ai gọi con hết. Kể cả buổi sáng nữa. Ai có chuyện gì mà buổi sáng vào mà con đang ngủ nhân viên không bao giờ dám gọi. Con toàn ngủ đến 10 giờ trời. 9 rưỡi 10 giờ con mới dậy. Đưa tạm cái nằm đo cấp này. Này to thứ này sao chị bảo rồi. Sỏ vào bãi kiểu nó rộng như là gì. Đẹp chưa? Đầm này đầm cao cấp. Trong máy cô. Máy này toàn hàng cao cấp thôi đó chị ạ. Trong máy của cô ơi con ạ, yếu. Trong máy của cô. Ừ. Qua trong máy cô. Ủa. Đẹp quá trời luôn. Chị nào thích đôi tay em đang tặng luôn cho đôi tay. Ai thích đôi tay em đang tặng cho một đôi tay. Hàng cao cấp chị nào lấy cái này em cho giá 7 triệu, cái này đang là ML. ML chị nào muốn đặt cái này theo màu, theo size đều được. Ai muốn lấy đôi tay em đang tặng cho đôi tay. Đôi tay nha, đôi tay kết. Em cho giá 7 triệu đồng. Chị nào lấy em cho giá 7 triệu. Cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Kèm size và kèm số điện thoại cho em. 7 triệu đồng áo này, chị nào lấy thì lên nhá. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Ok chị ạ, ai lấy lên đơn em cho 7 triệu này. Em lên chống cháy. À này em để em đặt ở tiệm nữa chị ơi. Có khách vào người ta sờ chất đấy. Người ta sờ chất, người ta nhìn tận mắt mới sướng. Bán trên live chị không nhìn được. Không nhìn được cái hàng nó như thế nào đâu mà. Bên ngoài chất chiếc người ta đến là đặt. Đơn thì sao? Ôi ôi. Mẫu mới hàng đẹp chưa các chị ơi? Màu xanh đen đầm giả hội chị nào lấy lên đơn.
kèm size và kèm số điện thoại cho em rất là đẹp. Đây các chị này, chị nào lấy lên đơn kèm size kèm số điện thoại cho em màu xanh đen, các chị thấy đẹp chưa? Ai lấy cái này em cho giá 1,2 triệu. Ngày hôm nay Hà vừa mới về tới em mở hàng nhá. Em đây em mở hàng tặng mỗi người cái 950. Em mở hàng em đã tặng mỗi chị một cái 950.000 đồng. ML, XL, 2XL, 3XL và 4XL. ML, XL, 2XL, 3XL và 4XL. Đẹp chưa? ML, XL, 2XL, 3XL, 4XL. Không có bánh bún nào. Bên ông ấy giờ này chắc hết bán này. Hỡi hỡi. Đói quá. Tụt huyết áp luôn ấy. Qua em anh cũng biết em có phí mà ăn đứng ở đây mà em phải chống tay xuống dưới đất, em có nghĩa em không nhìn thấy gì luôn mà ghê vậy á. Xanh đen xanh lờ cho chị Hồng Hoàng này. Trời ơi xanh đen em cho có 950 cho cả nhà mình, ở đây toàn pha lê này các chị nhìn này, dã man chưa này. Xanh đen này đấy, xanh đen chị Ngọc Tuyền 3XL này, xanh đen chị Phương Thu 2XL này, xanh đen chị Lan Hương 2XL này. Em nói thật với các chị mình, cái xanh đen này 950 toàn pha lê thôi. Nè cả nhà mình, xanh đen đầm dạ hội 950. Lò 54, 55, 56 ký nữa, 57 ký mặc được. Màu xanh đen chị nào lấy lên đơn. Cảm ơn chị Lâm Thị Mỹ Hà đã chuyển 2 triệu kìa. Cảm ơn chị gái nhá. Rồi màu xanh đen. Rồi em qua Hà xanh đen. Xanh đen chị Lân Đào cái 3XL này. Hương Quỳnh size L xanh đen này 950. Màu da, màu da đẹp cực kỳ luôn đó chị. Màu da đẹp lắm. Màu da kèm size và kèm số điện thoại cho em. Các chị ơi màu da này kìa. Rồi. Cả nhà mình ơi màu da này. Các chị thấy đẹp không ạ? Rất chi là đẹp màu da. Em đang tặng một người cái này. Mở hàng 750. Rồi 750.000 đồng mua các chị. 750.000 đồng các chị nhìn nè. Màu da 750, chị nào lấy lên đơn kèm size kèm số điện thoại cho em màu da. 750.000 đồng. Em có size ML, XL, 2XL, 3XL và 4XL màu da. 750.000 đồng màu da. Con ơi treo một tăng một cái đấy. Màu da cho chị Phước Bạn Đào ok size L. Hả? Sao ạ? Ừ nhưng mà treo đâu. Màu da size L cho chị Hương Ly. Màu da 3XL cho chị Bông Nguyễn. Màu da chị nào lấy lên đơn em cho 750 màu da. 750.000 đồng. Màu da kèm size và kèm số điện thoại cho em qua hàng màu da. Màu đỏ. Cái màu đỏ. Đỏ đẹp quá các chị ơi. Rồi. Ai lấy màu đỏ em vừa bán vừa tặng 850 nè. Trời ơi đẹp quá luôn. Mã màu đỏ 850.000 đồng đẹp lắm. Trời ơi màu đỏ 850 các chị ơi. Đỏ đẹp nhỉ. Quá chị ơi. 850.000 đồng màu đỏ này chị nhìn này. Đẹp chưa? Ai lấy lên đơn kèm size kèm số điện thoại em bán 850 màu đỏ. Em có từ size S cho đến size 4XL đỏ. S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL màu đỏ. 850.
chị nào lại lên đơn nha em, rất là đẹp luôn, 850. Đấy. 850 cho chị Huệ Nguyễn size L. 850 quốc đoàn 2XL. 850.000 đồng chị nào lại lên đơn. Chị Phương Thu 3XL ok chị. Rồi chị nào lại lên đơn kèm size và kèm số điện thoại cho em. 850. Rồi chị nào lấy lên đơn em qua hàng. Chắc nghỉ đi. Anh ấy đi ăn gì đi. Ôi chỗ em tặng cái tím cuối nha. Em đang tặng tập mỗi người cái tím này. Đẹp chưa các chị? Trời ơi. Cô tím hôm nay đẹp lắm thôi nha. Thôi em nghỉ đây, mai. Để trưa mai đi. Nhá, tương tác kèm em nghỉ đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi livestream của em. Hẹn các chị trưa mai vào lúc 11 giờ 20 phút em đăng lên cho các chị. Nhá, tím thôi mặc cho đẹp thôi. Không bán. Bye bye các chị nhá, bye bye, hẹn gặp lại trưa mai vào lúc 11 giờ 20. Bye bye, em đi ăn đây, em đi ăn đây nha.